nữa thì ngày đã được bầu làm tổng thống Philippines. Xin chúc mừng dân Philippines kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và đang tiếp tục hồi phục phát triển kinh tế xã hội. Once again, I'd like to congratulate you, Mr. President, for being elected as the President of the Philippines. And I wish to send my congratulations to the people of the Philippines for containing the COVID-19 pandemic and sustaining a high growth rate of GDP to the region.